Sinh thời cha ta là người tín Phật, thích ngao du ngắm cảnh nơi chùa chiền. Nay ta cũng muốn học theo cha ta, tôn sùng Phật giáo. Bởi vậy ta muốn tu sửa chùa Quỳnh Lâm và chùa Sùng Nghiêm thêm khang trang mới mẻ. Việc sửa chữa chùa Quỳnh Lâm, Sùng Nghiêm khiến hàng vạn phu thợ, dân chúng ba huyện Đông Triều, Thủy Đường và Chí Linh phải làm việc ngày đêm không nghỉ. Cuộc sống ngày càng khó khăn rồi. Đúng là cái thời liêm chính yên bình đã qua thật rồi. Nàng biết không, vừa rồi ta tự tiến phong ta làm nguyên soái, tổng quốc chính, uy Nam Vương. Giờ ta là uy Nam Vương, nàng nhớ chưa? Tháng 11 năm Kỷ Dậu 1729, An Đô Vương Trịnh Cương đột ngột qua đời trên đường đi tuần du ở Như Kinh. Thế tử Uy Quận Công Trịnh Giang lên nối ngôi chúa. Trong thời gian cai trị của mình, Trịnh Giang làm nhiều việc mất lòng người, lại sa vào con đường ăn chơi xa xỉ, tin dùng hoạn quan, khiến chính sự ngày càng đổ nát. Cơ đồ của họ Trịnh rơi vào con đường suy vong từ đây. Tiên chúa đột ngột qua đời, ta là con trưởng giữ phận thế tử lên nối ngôi cha, mong các vị hết lòng trợ giúp. Chúa thượng, chúng hạ quan là kẻ bề tôi, có bổn phận phò trợ chúa thượng. Ta biết đó là bổn phận của các ông, nhưng phò trợ ta thế nào thì không phải ai cũng một lòng dành hết tâm sức. Bởi vậy ta muốn nói với các ông rằng, các ông hãy dành hết sức lực phò trợ ta, ta sẽ không để cho các ông thiệt. Dạ. Thưa chúa thượng. Sinh thời cha ta là người tín Phật, thích ngao du ngắm cảnh nơi chùa chiền. Nay ta cũng muốn học theo cha ta, tôn sùng Phật giáo. Bởi vậy ta muốn tu sửa chùa Quỳnh Lâm và chùa Sùng Nghiêm thêm khang trang mới mẻ. Trước làm nơi dân chúng bái Phật, sau làm nơi vãn cảnh. Các ông thấy sao? Mấy năm trước xây hành dinh, sửa đường đã tốn không biết bao nhiêu tiền bạc trong ngân khố. Này lại sửa chùa thì lấy tiền ở đâu ra? Đúng vậy, không những thế còn phải huy động phu phen các nơi. Đến dân chúng cũng phải bỏ nhà bỏ cửa đi làm những việc này. Thì ruộng vườn đồng áng lấy ai cấy trồng? Việc này bổn chúa đã có tính toán rồi, các ông cứ theo lệnh mà thực hiện. Chỗ kia, làm đi. Nhanh lên, mang qua bên đây. Hãy làm việc chăm chỉ đi, nếu không nhà chúa giáng tội thì không ai cứu được các người đâu. Dạ, chúng con không dám lười biếng đâu ạ. Việc sửa chữa chùa Quỳnh Lâm, Sùng Nghiêm khiến hàng vạn phu thợ, dân chúng ba huyện Đông Triều, Thủy Đường và Chí Linh phải làm việc ngày đêm không nghỉ. Cuộc sống ngày càng khó khăn rồi. Đúng là cái thời liêm chính yên bình đã qua thật rồi. Công việc sửa chùa tưởng chừng đơn giản nhưng lại phiền phức, nặng nề vô cùng. Chùa lại phải dùng tới nhiều gỗ, trong khi rừng đã cạn kiệt. Vừa rồi phải dỡ gỗ ở phủ Cổ Bi chuyển tới để sửa sang, mà từ Cổ Bi tới đây đường xá xa xôi đâu dễ dàng gì. Đúng vậy, nhưng lệnh chúa bàn xuống thì ai mà dám trái. Cố lên, qua đoạn dốc này là đến đường băng rồi. Việc tu sửa chùa chiền của chúa Trịnh Giang ngay sau khi nối ngôi khiến cho dân chúng lầm than cơ cực và không ngớt lời oán thán. Ngay sau khi nối ngôi, chúa Trịnh Giang tiến hành sửa chùa Quỳnh Lâm và Sùng Nghiêm khiến đời sống dân chúng thêm cơ cực. Trước tình cảnh đó, tham tụng Nguyễn Công Hãng đã đề xuất chúa thực hiện một số cải cách nhằm ổn định xã hội và khuyến khích dân chúng. Hôm nay Lê Đại Nhân tới tệ xá của hạ quan, có việc gì hay sao ? Tôi với ông cùng làm quan trong triều, lại cùng hầu hạ An Đô Vương sớm tối. Tôi tới nhà thăm ông cũng là chuyện thường tình. Lê Đại Nhân trăm công ngàn việc mà bớt chút thời gian đến đây, hẳn là có chuyện muốn nói. Đúng là ta có nỗi lòng muốn nói, và chỉ có thể chút bầu tâm sự với ông. Từ khi An Đô Vương đột ngột qua đời, Uy Quận Công lên nối ngôi chúa, chính sự không được quan tâm, nhà chúa lại mải mê hưởng thụ. Vừa rồi việc sửa chùa Quỳnh Lâm và Sùng Nghiêm
đã tốn không ít tiền bạc, lại khiến dân chúng hoang mang chán nản. Tôi đã làm tờ khải dâng lên chúa thượng để cải biến một số điều trong thuế khóa để dân chúng bớt khổ cực. Nếu chúa thượng mà theo lời ông thì tốt biết bao. Dù sao ông cũng là thầy dạy của chúa thượng khi chưa nối ngôi. Tôi cũng chỉ biết gắng hết sức mình theo di nguyện của tiên chúa. Việc được đến đâu còn do ý trời. Làm sao ta có thể đọc hết đống tấu chương này chứ? Cải cách sao? Đúng là ta nên cải cách. Ta mới nối ngôi chưa lâu, ắt các quan và dân chúng chưa hết lòng tin tưởng và phục tùng ta. Nếu bây giờ ta lệnh cho cải cách, giảm thuế khóa, tô dung điệu, thì ắt sẽ lấy được lòng người. Khi đó ta muốn làm gì mà chẳng được. Nguyễn Công Hãng đúng là thầy ta, nên đã nghĩ thay ta rồi. Mau, mau cho mời Nguyễn Công Hãng vào phủ chúa. Tuân lệnh chúa thượng. Nguyễn Công Hãng, bổn chúa đã đọc tờ khải của ông. Ông hãy nói rõ thêm cho bổn chúa biết về những gì ông đề xuất. Khởi tấu chúa thượng, trong tờ khải hạ quan có đề xuất giảm bớt thuế tô cho ruộng tư theo các hạng. Ở Thanh Hóa và Nghệ An không có đường đê thì nên miễn cho tiền thuế điệu. Hạng chính đinh thì được giảm bớt một nửa, hạng hoàng đinh và hạng lão thì miễn trừ. Còn gì nữa không? Dạ, theo hạ quan thì nên định lại niên hạn làm sổ đinh và bãi bỏ một số thứ thuế nặng nề như thuế thổ sản, thuế muối. Được rồi, không cần nói nữa, hãy làm tất cả những điều ông đã đề xuất đi. Tạ ơn chúa thượng. Để làm yên lòng dân chúng cũng như củng cố địa vị của mình khi mới nối ngôi, chúa Trịnh Giang đã cho thực hiện các cải cách trên quy mô nhỏ mà tham tụng Nguyễn Công Hãng đã đề xuất. Đại Việt sẽ thế nào trong thời kỳ trị vì của chúa Trịnh Giang? Mùa hạ tháng 4 năm Canh Tuất 1730, sau khi tiến hành một số cải cách với quy mô nhỏ theo lời đề nghị của thái phó Nguyễn Công Hãng, chúa Trịnh Giang đã tự tiến phong làm nguyên soái thống quốc chính Uy Nam Vương. Từ đây uy quyền của chúa Trịnh Giang càng được nâng cao. Cũng từ đây chúa ra nhiều chính sách khiến bộ máy cai trị đất nước có nhiều thay đổi. Chúa thượng có chuyện gì mà vui như vậy? Nàng là đàn bà con gái, làm sao hiểu được chuyện bổn chúa vui như thế nào? Chúa thượng lại chê thiếp ngu dốt rồi. Thôi được rồi, để ta nói cho nàng nghe. Nàng biết không, vừa rồi ta tự tiến phong ta làm nguyên soái tổng quốc chính Uy Nam Vương, giờ ta là Uy Nam Vương, nàng nhớ chưa? Ngài là Uy Nam Vương, mới nghe đã thấy quyền uy lan tỏa rồi. Tất nhiên là quyền uy nhất nước Đại Việt này rồi. Tôn tổ mẫu của ta thì được tôn làm Thái Tôn Thái Phi, còn mẹ ta làm Thái Phi. Còn nàng, chỉ cần hầu hạ ta cho tốt thì nàng ở trong phủ này có ai bì kịp. Thôi được rồi, nàng đi ngủ trước đi, ta phải tới thư phòng có việc cần tra xét. Muộn thế này mà người không ngủ, còn đi tra xét cái gì? Các viên trấn thủ ở các trấn lâu ngày được lòng dân sẽ dễ sinh lòng nổi loạn. Bổn chúa phải thay hết mới được. Bổn chúa nhận thấy từ trước tới nay, các viên trấn thủ trị nhậm ở một trấn lâu ngày thường sẽ ra sức lấy lòng dân. Ta e rằng việc này sẽ dễ sinh ra biến động. Bởi vậy, bổn chúa quyết định sẽ luân chuyển vị trí của các quan trấn thủ để ai nấy đều làm tốt chức trách của mình mà không nuôi ý phản nghịch. Ông thấy sao? Khởi tâu chúa thượng, việc thuyên truyền các quan trấn thủ như lời chúa thượng nói cũng không phải không hợp lý, bởi có thể khiến các quan làm tốt hơn chức trách của mình khi tới nơi mới. Nhưng sự xáo trộn quá nhiều, e rằng làm cho xã hội bất ổn. Có gì mà bất ổn? Các trấn đang yên ổn, chỉ thay đổi các quan thôi. Cứ thế mà làm. Nay ta quyết đổi Nguyễn Minh Châu, hiện trấn thủ Kinh Bắc, đi trấn thủ Nghệ An, còn đại tư mã Đặng Đình Lân đi trấn thủ Sơn Nam. Các trấn khác ở các xứ đều phải xét lại để thay đổi, không nơi nào giữ yên. Tuân lệnh chúa thượng.
Tại sao sổ tài chính thuế khóa thu chi lại không ghi rõ ràng thế này? Dạ khởi tấu chúa thượng, việc này hạ lệnh của bổn chúa cho Nguyễn Hiệu và Phạm Khiêm Ích, hội đồng viên chức trong lục phiên, để kiểm điểm tra xét việc chi dùng của lục cung. Tuân lệnh chúa thượng. Vốn là người hay nghi kỵ, chúa Trịnh Giang đã cho thay đổi nhiều chấn thủ ở các xứ nhằm hạn chế kéo bè kết đảng làm phản. Bên cạnh đó, chúa cũng tăng tiền thuế dung, thuế điệu những hộ bỏ làng đi trú ngụ và tạp cư. Đất nước Đại Việt sẽ như thế nào dưới thời kỳ chúa Trịnh Giang trị vì? Trong thời gian cai trị của mình, chúa Trịnh Giang làm nhiều việc mất lòng người như giáng chức và giết nhiều đại thần. Một trong những vị đại thần bị chúa Trịnh Giang giáng chức bởi nói lời can gián đó là Thái Thường Tự Khanh Bùi Sĩ Tiêm. Chúa Thượng, bẩm chúa Thượng, có nhật thực rồi. Mau ra ngoài xem. Nhật thực, điểm báo gờ đây mà. Hãy hạ lệnh tới các quan, sớm ngày mai tới phủ chầu thì tấu bày lên bổn chúa những điều thiết thực và cần thiết nhất. Tuân lệnh chúa thượng. Bùi Sĩ Tiêm, sinh năm 1690, người xã Kinh Lũ, huyện Đông Quan, ông đỗ tiến sĩ khoa Ất Mùi 1715. Từ khi nhà nước được trung hưng đến nay, trong khoảng 200 năm, các đời chúa trước đều tuân phò vua. Sở dĩ có thể làm cho anh hùng hào kiệt vui vẻ đến giúp mà thống trị được đất đai khắp nước, ấy là nhờ truyền thống trung nghĩa, khiến cho gốc rễ được vững vàng, không sao lay chuyển nổi. Nhà vua và nhà chúa không khác gì bánh xe với thân xe, luôn nương tựa vào nhau như cột nhà và kèo nhà, cùng nhau chống đỡ, một lòng một dạ giúp nhau. Sáng ngày mai tới chầu phủ chúa phải nói hết mới được. Gần đây, việc truyền hoặc nhường ngôi báu tuy có nói theo phép cổ, nhưng không rõ có đúng là vì tiên đế mỏi mệt mà phó thác thật hay không. Tôi thường thấy khi trị vì, khí sắc của tiên đế hoặc là bực tức hoặc bất bình lộ ra cả trong câu văn, lời nói. Những điều ấy lẽ đâu che mắt thần dân trong nước mãi được. Vì thế, từ đầu mùa hè năm Kỷ Dậu đến nay, trời lắm thiên tai, đất nhiều biến động. Có lẽ anh linh trời đất và tổ tông dân bảo một cách rõ ràng. Tôi cúi xin vương thượng nghĩ đến công lao cũ của tiên vương Vun Đắp, nối chí vũ của tiên vương Tôn Phò. Gặp việc gì phải thì phải quyết thi hành, chớ mê muội bởi lời tiểu nhân bảo thủ và ghi kỵ. Hãy vì việc nghĩa mà mạnh dạn, đừng câu nệ vào lời 3 năm không thay đổi việc làm của cha. Dừng lại. Bùi Sĩ Tiêm, ông to gan lắm. Ông còn dám vạch tội cả tiên vương và bổn chúa sao? Chúa thượng, hạ quan theo lệnh chúa thượng bày tỏ những việc mình trăn trở bấy lâu. Ông dám lộng ngôn. Mau tước hết chức vụ của Bùi Sĩ Tiêm, tịch thu điền sản nhà đất, không cho ở lại kinh thành. Chúa thượng, hạ quan chỉ nói lời ngay, xin chúa thượng hãy xem xét. Những lời can gián của Bùi Sĩ Tiêm đã cho thấy tấm lòng hết bực vì xã tắc của ông. Tuy nhiên, chúa Trịnh Giang lại thấy chướng tai mà cách chức ông. Có thể nói, những dấu hiệu suy yếu của chính quyền họ Trịnh đã bộc lộ ngày càng rõ hơn. Trong thời gian ở ngôi, chúa Trịnh Giang không chỉ sa vào con đường ăn chơi xa xỉ, tin dùng hoạn quan, gian nịnh, mà còn làm việc phế lập ngôi vua theo ý mình, khiến chính sự ngày càng đổ nát. Những dấu hiệu suy yếu của chính quyền họ Trịnh đã bộc lộ ngày càng nhiều hơn. Chẳng phải ngày xưa tôi đã bẩm lên tiên vương, Trịnh Giang kia hèn kém không có khả năng trị vì đất nước hay sao? Đúng là không ngờ chúa thượng lại như vậy. Tại sao chúa thượng có thể vu cho hoàng thượng tư thông với phi tần của cha mình chứ? Chẳng phải vì chúa thượng muốn lấy uy với thiên hạ hay sao? Nhưng việc này thì lớn quá sức tưởng tượng của tôi và ông. Chúa thượng không chỉ truất Lê Đế Duy Phường làm hôn đức công, mà còn đưa Thái Hậu ra làm quận quân nữa. Vẫn còn may là chọn con trưởng Lê Duy Tường của hoàng thượng lên ngôi, chứ nếu lại lấy con thứ hoặc gây hiềm khích giữa các hoàng tử thì loạn mất.
không biết thế cuộc này rồi sẽ đi đến đâu. Chúa thượng, từ hôm qua tới giờ nô tài thấy chúa thượng vui vẻ khác thường đó ạ. Thì người thấy đó, ta không ở ngôi vua nhưng lại có thể truất được vua, rồi lại lập được một hoàng tử theo ý mình lên làm vua. Như vậy chẳng phải rất vui sao? Dạ, đúng là rất vui ạ. Chúa thượng chẳng phải quyền uy lớn hơn cả vua hay sao? Ấy vậy mà ta mới chỉ là nguyên soái, thống quốc chính, uy nam vương. Như vậy chẳng phải chưa xứng tầm sao? Dạ phải, nghe đúng là chưa xứng tầm ạ. Hoàng thượng trẻ tuổi mới nối ngôi, khó mà hiểu được nỗi vất vả và công lao của ta. Ta phải tự tiến phong mình mới được. Các ông đã biết tin gì chưa? Chúa thượng tự tiến phong làm đại nguyên soái, thượng sư, uy vương. Hả? Lại tự tiến phong lần nữa à? Chưa hết. Còn bổ dụng Nguyễn Hiệu làm thượng thư bộ lễ và phủ chúa giữ chức tham tụng, bãi chức của tể tướng Lê Anh Tuấn và Nguyễn Công Hãng, chuyển đi trấn thủ ở địa phương. Có chuyện đó à? Khi Bùi Sĩ Tiềm đại nhân bị cách hết chức vụ rồi về quê là tôi biết sớm sẽ có ngày này. Đám Định Thần và thái giám ở bên cạnh chúa thượng luôn đồn thổi Nguyễn Công Hãng và Lê Anh Tuấn cùng kết thành bè đảng để làm phản. Chúa thượng tính tình đa nghi, lại không phân biệt được lời ngay ý gian. Tôi lo cho mấy người chúng ta quá các ông ạ. Đúng là nguy thật. Thế này không biết đầu chúng ta còn nguyên trên cổ được bao lâu nữa. Trước tình hình đất nước ngày càng sa sút bởi nạn cường hào chiếm ruộng đất của dân, nạn tham nhũng hối lộ công khai ở triều đình, lại thêm việc các công thần can gián bị chúa Trịnh Giang giết, chính sự Đại Việt ngày càng rối loạn, đất nước sẽ như thế nào? Trong bối cảnh đất nước khó khăn, chúa Trịnh Giang không những không chăm lo đời sống nhân dân mà còn cho xây dựng chùa chiền, cung quán liên tiếp, gây tốn kém không biết bao nhiêu tiền bạc. Bởi vậy, chúa đã nghĩ ra mọi cách để lấp đầy ngân khố như tăng thuế phí, bắt dân chúng đi lao dịch. Năm 1736, chúa Trịnh Giang còn hạ lệnh cho quan và dân nếu ai nộp tiền thì sẽ được thăng chức hoặc bổ làm quan. Ông làm cái gì mà từ sáng tới giờ cứ loay hoay với mấy cái lọ thế? Tôi đang có việc cần suy tính. Ông lại âm mưu gì đúng không? Chúa thượng mới hạ lệnh, bất kể là quan hay dân, nếu ai nộp tiền sẽ được thăng chức hoặc bổ làm quan. Tôi đã làm quan hàm thất phẩm rồi. Nếu tôi nộp 600 quan tiền sẽ được thăng lên một bậc. Thật sao? Giờ lại công khai cả chuyện đó nữa hả? Bởi vậy tôi mới tính bán mấy cái bình cổ này đi, lấy tiền nộp lên. Nhưng mấy cái bình này rất quý, tôi thấy hơi tiếc. Có mấy cái bình thôi mà ông tiếc cái gì? Ông thăng chức rồi thì không chỉ 1-2 cái bình, tới 10 cái bình ông cũng có nữa là. Dạ thưa ông mải nghĩ gì mà rót hết nước ra ngoài rồi kìa. Dạo này con thấy ông cứ hay suy nghĩ đi đâu ấy, gương mặt thì thất thần. Đúng là dạo này ta thấy buồn chán. Ông thấy không, từ ngày uy vương nối ngôi chúa, đời sống nhân dân muôn phần cơ cực, triều đình thì rối loạn, giờ còn có cả trò mua quan bán tước. Chúa hạ lệnh các viên quan trong triều ban từ lục phẩm trở xuống, ai nộp 600 quan tiền sẽ được thăng chức một bậc. Dân chúng ai nộp 2.800 quan được bổ thụ chi phủ, nộp 1.800 quan được bổ thụ chi huyện. Đấy, ông xem, ông có tiền cũng có thể làm quan giống như ta rồi. Thời thế nhiễu loạn như vậy, làm sao mà ông không buồn cho được? Ông đã phải khổ luyện đèn sách bao năm, rồi trải qua mấy kỳ thi, vậy mà chúa lại công khai cho mua quan bán tước. Thời mạt sắp tới rồi. Kìa, bắt đi. Đấy, bắt đi nào. Ôi chúa ơi, thượng con ơi, này to quá. Nhìn con cá này này. Bắt cá hay lắm, giỏi lắm. Ai bắt được nhiều cá nhất sẽ được thưởng. Dạ. Wow.
Bọn chúng nộp nhiều tiền như vậy để được một chức quan sao? Đúng là ai cũng mê quan tước nên ta mới kiếm được nhiều tiền như vậy. Chúa Trịnh Giang không chú trọng tới việc phát triển đất nước mà còn ham mê hưởng lạc, dẫn đến của cải ngày một hao mòn. Tình trạng mua quan bán tước ngày càng phổ biến, khiến cho xã hội Đại Việt rơi vào rối ren loạn lạc. Chính trị nước nhà sẽ diễn ra như thế nào tiếp theo? Đầu năm 1736, Chúa Trịnh Giang cho xây chùa Hồ Thiên, bắt dân phải phục dịch. Từ đường phủ đệ ở các làng như Tử Dương và Mỹ Thữ xây dựng cực kỳ nguy nga đẹp đẽ. Để dành ra hưởng thụ, Chúa Trịnh Giang tự tiến phong cho em trai mình là Trịnh Doanh làm tiết chế quân thủy, quân bộ các xứ, thay mình hội kiến trăm quan và lo chính sự. Trịnh Doanh sinh năm 1720 dưới triều vua Lê Dụ Tông. Ông là con trai thứ ba của An Đô Vương Trịnh Cương và Thái Phi Vũ Thị Ngọc Nguyên. Ông cũng là em ruột của Chúa Trịnh Giang. Dạ bẩm công tử, Chúa Thượng cho mời công tử tới gặp. Được rồi, ta sẽ tới ngay. Trịnh Doanh, mặc dù chú tuổi còn trẻ nhưng văn võ song toàn, lại là em ruột của ta. Nay ta phong cho chú là tiết chế quân thủy, quân bộ các xứ, chức thái úy, tước ân quốc công, cho mở phủ lượng quốc. Công việc triều đình và vương phủ bận rộn trăm bề, ta muốn chú cùng gánh vác. Chú hãy thay ta triều kiến trăm quan ở trạch các để nghe tâu trình công việc. Có gì cần đưa ra quyết sách, chú cứ việc thay ta hạ lệnh. Vương huynh, như vậy e rằng không phải đạo. Có gì mà không phải đạo? Tuy chú không ngồi trên ngai chúa, nhưng chú là em của ta. Chú thay ta quyết định cũng là lẽ thường. Cứ như vậy đi. Tuân lệnh vương huynh, đệ xin cáo lui. Vậy là từ nay, bổn chúa đã yên tâm hưởng thụ mà không phải lo triệu kiến các quan, rồi ban định việc nước. Ôi, cuộc đời ta từ nay khác gì cõi tiên. Lại có chuyện gì khiến ông lo lắng rồi phải không? Bao năm nay, có ngày nào là tôi không lo lắng chứ? Lo việc dân, lo việc nước thì biết lo đến bao giờ mới hết đây? Thời thế bây giờ khác chi thời loạn. Vua thì không nắm chính quyền, còn người nắm chính quyền là chúa thượng thì lại mải ăn chơi hưởng thụ. Dân chúng vốn đã phải vất vả cấy trồng để lấy chút lúa gạo nuôi sống gia đình, thì nay các thứ thuế khóa đều tăng, đi tới đâu cũng nghe thấy tiếng ca thán ai oán của người dân. Tôi tính từ quan về quê, vợ chồng con cái, trồng lúa trồng khoai, rời xa nơi này. Ông đi đâu thì cũng dưới gầm trời này, cũng vẫn là Đại Việt, làm sao thoát khỏi được sự đời bất công. Nhưng nếu từ quan là một người dân thường thì tôi thấy cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn. Nếu ông đã nghĩ vậy thì chúng ta cùng về quê trồng rau nuôi gà, sống thanh bần, không lo nghĩ gì tới việc của triều đình nữa. Chỉ mỗi ngày thấy ông thở ngắn than dài, tôi cũng não cả lòng. Việc xây cất đền chùa cung quán và ăn chơi xa xỉ của chúa Trịnh Giang làm tốn kém nhiều tiền bạc. Nên chúa đã lệnh tăng các thứ thuế khóa và bắt dân lao dịch nặng nề, khiến dân càng thêm bất bình. Tới khi Trịnh Doanh thay chúa nắm chính quyền, cục diện Đại Việt có thay đổi hay không? Trước những việc làm ngang ngược của chúa Trịnh Giang, nền chính trị Đại Việt ngày càng suy vi, kinh tế khủng hoảng, mất mùa đói kém xảy ra triền miên. Vì thế các cuộc khởi nghĩa cũng nổ ra. Các cuộc khởi nghĩa chống chính quyền như của Quách Công Thi ở Lạc Thổ, nhà sư Nguyễn Đương Hưng ở núi Tam Đảo, hay của các hoàng thân nhà Lê kết hợp với quan trong triều mưu đốt kinh thành Thăng Long vào cuối năm 1737. Chúng ta là con cháu của Lê Triều, không thể cứ ngồi yên nhìn họ Trịnh kia lấn quyền, giết vua như vậy được. Đúng vậy, các đời chúa trước còn có tấm lòng thương dân, quan tâm tới chính sự. Đến nay thì Trịnh Giang chỉ lo hưởng thụ, khiến dân chúng đói khổ. Chúng ta là con cháu nhà Lê, triều thần nhà Lê, phải thay vua đòi lại công đạo. Ví như tôi đây, bao năm nhọc nhằn đèn sách, tới khi thi đỗ làm quan, cứ ngỡ là có chút danh để giúp đời. Ấy vậy mà phải dương mắt lên để nhìn thế sự nhiễu loạn. Trong triều chẳng những mua quan bán tước mà còn đục khoét áp bức của dân. Công thế tôi
có phải mất đầu cũng không thể ngồi yên nhìn thế sự. Này, chúng ta hãy mau bàn cách lật đổ họ Trịnh, thiết lập lại vương triều họ Lê. Các ông có cách gì mau nói. Tuy Trịnh Giang kia nắm quyền, nhưng binh lực lại do Trịnh Doanh đứng đầu. Chẳng phải anh em họ Trịnh kia, người thì mải mê ăn chơi hưởng thụ, còn người thì nhỏ tuổi lại bị thái giám Hoàng Công Phụ lấn át. Họ Trịnh ba bè bảy mối chính là cơ hội để chúng ta chiếm kinh thành. Chiếm kinh thành? Đúng là phải chiếm kinh thành mới giành lại được quyền lực về tay họ Lê ta. Mấy năm nay họ Trịnh không quan tâm tới việc phòng bị, binh lính không thường xuyên rèn luyện. Theo ta, các ông hãy tập hợp quân đột phá kinh thành. Tới lúc loạn thì họ Trịnh kia chỉ còn nước cuốn gói mà thoát thân thôi. Đây là cách hơi mạo hiểm, nhưng trong tình thế này thì hoàn toàn có thể áp dụng được. Tôi đồng ý. Chúa thượng, chúa thượng, bọn Lê Duy Mật làm phản, chúng đang đốt phá kinh thành rồi. Sao? Có chuyện ấy sao? Mau, mau truyền lệnh cho Trịnh Doanh đem quân dẹp hết bọn phản loạn đó cho ta. Dạ, nô tài đi ngay. Vậy là loạn quan của bọn hoàng thân quốc thích Lê Triều đã được dẹp yên. Nhưng các quan vẫn phải nâng cao cảnh giác vì dư đảng của chúng vẫn còn. Khởi bẩm ân quốc công, Lê Duy Quy đã chạy về phía Thanh Hóa, còn Lê Duy Mật và Lê Duy Trúc đi về phía Nghi Dương. Đồng bọn của chúng trước đây đều làm quan trong triều, như Vũ Duy Thước, Phạm Công Thế đã bị bắt, hiện đang bị giam trong đại lao rồi ạ. Tại sao có những vị quan đã là người khoa giáp mà còn theo bọn phản nghịch cơ chứ? Tạm thời loạn Lê Duy Mật sẽ không thể gây khó khăn cho triều đình được nữa, nhưng ở những nơi khác, nhiều kẻ ôm mộng vương quyền đã tập hợp rất đông người nuôi ý chí làm phản. Các ông hãy chia quân canh giữ những nơi hiểm yếu, phòng khi có biến. Tuân lệnh ân quốc công. Các cuộc khởi nghĩa nổi lên ở khắp nơi khiến cho chính sự Lê Trịnh ngày càng rối loạn. Đại Việt dưới thời cầm quyền của chúa Trịnh Giang sẽ tiếp diễn như thế nào? Từ khi nối ngôi chúa, Trịnh Giang không quan tâm tới đời sống nhân dân, lại ham mê hưởng thụ khiến quốc khố ngày một hao mòn. Cho nên tình trạng mua quan bán tước, tăng thuế phí, không việc gì là không làm. Lợi dụng thời cơ đó, đám hoạn quan lộng hành làm khuynh đảo triều chính. Mùa hạ năm 1739, chúa Trịnh Giang nghe theo lời hoạn quan Hoàng Công Phụ đặt ra thêm giám ban ngang hàng với hai ban văn võ. Từ trước tới nay, các hoạn quan như chúng ta chỉ là những kẻ đi hầu hạ chủ nhân của mình. Chúng ta không được mọi người coi như những người bình thường khác. Thử hỏi, chúng ta có thua kém gì bọn họ? Đúng vậy, họ luôn coi khinh chúng ta. Họ luôn nói chúng ta dựa thế chủ mà ức hiếp kẻ hầu người hạ khác. Hãy nhìn Trịnh Giang kia, hắn ở ngôi chúa đã bất tài vô dụng, lại tham lam háo sắc. Ấy vậy mà hắn ngồi trên ngai chúa thì chẳng phải rất sai hay sao? Ta đây đã có được lòng tin của hắn, bởi vậy ta muốn sẽ dần dần nắm quyền của họ Trịnh trong tay. Hoàng tổng quản, nô tài sẽ nhất nhất nghe lời ngài. Từ quan tới dân, miễn có tiền là được làm quan, được thăng chức. Các hoạn quan chúng ta có tiền thì cũng nên mua cho mình một chức tước để có danh với thiên hạ. Ông nói sao? Thái giám cũng muốn làm quan ư? Khởi tấu chúa thượng, chúng nô tài chỉ một lòng muốn góp sức mình hầu hạ chúa thượng nhiều hơn thôi ạ. Hoạn quan cũng có người tài người hiền, nếu chỉ ở thân phận của một thái giám chẳng phải lãng phí nhân tài hay sao ạ? Ông nói cũng phải. Việc này bổn chúa sẽ xuống lệnh sớm thôi. Trong các ông, ai thi khảo trúng cách sẽ được trao cho chức quan. Tạ ơn chúa thượng. Các ông đã biết tin gì chưa? Có chuyện gì ông mau nói xem. Chúa thượng mới lệnh xuống cho lập thêm một giám ban mới. Là giám ban. Giám ban đấy các ông có hiểu không? Giám ban à? Một bộ phận giám sát các quan ư? Không phải. Là ban mà trong đó các thành viên đều là hoạn quan. Giám ban sẽ đứng ngang hàng với hai ban văn võ. Sao? Các hoạn quan từ bao giờ lại ngang hàng với các đại thần của triều đình như chúng ta?
Chúng ta phải nhọc nhằn đèn sách bao năm mới lập thành công danh, nay lại làm quan cùng với các hoạn quan, cậy có chút tiền để được trúng cách hay sao? Đây đúng là một sự sỉ nhục. Loạn tới nơi rồi. Việc thành lập giám ban của chúa Trịnh Giang khiến các quan lấy làm hổ thẹn, nhưng không ai dám nói thẳng với nhà chúa. Còn các hoạn quan cậy được nhà chúa dung túng, ngày càng lộng quyền khiến cho triều đình ngày càng rối loạn. Cuối thời kỳ cầm quyền của chúa Trịnh Giang, xã hội đàng ngoài ngày càng lâm vào tình trạng rối ren và khủng hoảng. Trước tình cảnh đó, chúa không những không chăm lo việc nước mà còn dung túng cho hoạn quan hoàng công phụ lộng quyền khuynh đảo triều chính. Năm Kỷ Mùi 1739, chúa tới phủ đệ tại xã Quế Trạo, vùng Kinh Bắc để ăn chơi hưởng lạc và giả truyền sắc văn của nhà Thanh. Khải chúa, chúng ta đã tới địa phận của xứ Kinh Bắc rồi, rất nhanh sẽ tới Quế Trạo, quê của thần rồi ạ. Vậy sao còn không đi mà dừng lại ở đây? Dạ bẩm, thần sợ chúa thượng ngồi kiệu lâu sẽ mỏi mệt nên dừng lại một lát ạ. Nhà người đúng là làm việc rất hợp ý ta. Chúa thượng, phủ đệ ở Quế Trạo đã xây dựng xong, cảnh vật mọi thứ đã được thần sắp xếp, chỉ chờ chúa thượng tới thưởng lãm ạ. Ngươi thật biết làm ta cảm thấy bồi hồi mong ngóng. Thôi, hãy mau lên đường, ta muốn thấy phủ đệ ở Quế Trạo có gì đặc sắc. Dạ, tuân lệnh chúa thượng. Khởi tấu chúa thượng, vi thần đã gửi mật thư cho Nguyễn Trác Luân và Trần Văn Hoán rồi ạ. Bọn họ sẽ nhanh chóng dâng sắc văn và ấn tỷ đến đây thôi ạ. Tốt lắm. Chỉ cần sắc văn và ấn tỷ kia đến thì ta nghiễm nhiên là An Nam Thượng Vương do Ung Chính Đế của Đại Thanh sắc phong, so với An Nam Quốc Vương của Vua Lê chẳng phải 1-9-1-10 hay sao? Khải chúa, trên danh nghĩa thì An Nam Thượng Vương không bằng An Nam Quốc Vương, nhưng thực tế thì An Nam Quốc Vương lại không có thực quyền. Chẳng phải mọi việc trên đất nước Đại Việt này đều nằm gọn trong tay của chúa thượng hay sao ạ? Vừa rồi ta nghe nói Nguyễn Trác Luân và Trần Văn Hoán từ Kinh Sư chạy trạm lên Quế Trạo dâng sắc văn và ấn tỷ của xứ nhà Thanh. Vua nhà Thanh phong cho chúa làm An Nam Thượng Vương. Chuyện này tôi cũng có nghe nói. Trước kia vua nhà Thanh có phong cho các chúa Trịnh làm phó vương, tới nay lại phong cho Trịnh Giang làm An Nam Thượng Vương. Nhưng việc sắc phong kia có gì đó không đúng. Ý của ông là... Tôi nghe một nguồn tin mật báo rằng đó không phải là Ung Chính Đế sai sứ sang sắc phong, mà là chúa Trịnh Giang tự mình sai Nguyễn Trác Luân và Trần Văn Hóa vờ dâng sắc văn giả mà thôi. Đến nước ấy nữa thì nhà Trịnh đến lúc mạt vận rồi. Việc chúa Trịnh Giang đi mật sai người giả truyền sắc văn của nhà Thanh tiến phong mình làm An Nam Thượng Vương cho thấy quyền lực của chúa Trịnh và sự rối loạn của triều đình Đại Việt lúc bấy giờ. Cuộc đời của chúa Trịnh Giang sẽ tiếp diễn như thế nào? Mùa thu năm 1739, chúa Trịnh Giang bổ dụng Trịnh Tuệ làm Thượng Thư Bộ Hình và vào phủ đường giữ chức tham tụng, lại giáng chức tham tụng Phạm Khiêm Bích và bồi tụng Cao Huy Trạc. Chúa không chỉ nghe theo thái giám Hoàng Công Phụ tùy tiện trong việc bổ dụng và giáng chức mà còn sa vào đam mê tiểu sắc vô hạn độ, nên sức khỏe ngày càng kém, dẫn tới mắc bệnh kinh quý, tức chứng sợ sấm sét. Bên nào? Đây cơ. Tiếp ở đây cơ mà. Đâu, bên nào? Ở đây cơ. Hả? Chúa thượng mau lên giường nằm kẻo lạnh. Ngươi
Người muốn giết ta sao? Người mau cút đi. Quan tổng quản, chúa thượng cứ ngồi thế kia, chúng nô tài không làm thế nào đưa chúa thượng lên giường nghỉ được. Được rồi, để ta. Chúa thượng, là nô tài, là hoàng cung phụng đây ạ. Là ông ư? Bổn chúa sợ. Chúa thượng hay mau uống bát thuốc này, bệnh sẽ mau hết thôi ạ. Chúa thượng, theo như vi thần biết thì chúa thượng bị mắc bệnh kinh quý mà ra. Hả? Bệnh kinh quý ư? Chúa thượng, đó là chứng bệnh vì dâm dục mà bị ác báo. Bởi vậy khi nghe tiếng sấm sét sẽ kinh hồn bạt vía, tâm thần bất định, hoảng loạn và hay sợ hãi ạ. Vậy có cách nào chữa được bệnh này không? Chúa thượng, bệnh này muốn chữa khỏi chỉ có cách là trốn xuống đất. Như vậy dù có sấm sét đánh xuống thì cũng không lo sợ nữa ạ. Vậy việc này giao cho ông lo liệu. Vi thần tuân lệnh. Vi thần sẽ nhanh chóng cho xây dựng cung thường trì nằm dưới lòng đất. Chúa thượng có cung thường trì rồi thì không còn sợ gì nữa. Được, ông giúp được ta việc này, ta sẽ thăng chức cho ông. Dạ, tạ ơn chúa thượng. Vi thần sẽ đi làm ngay ạ. Trong vòng 1 tháng, cung thường trì sẽ được xây xong. Vì chúa mắc bệnh kinh quý, các hoạn quan hạ lệnh đào đất làm hầm cho chúa, gọi là cung thường trì. Từ đó, chúa Trịnh Giang ở hẳn dưới cung, không hề ra ngoài. Thái giám Hoàng Công Phụ càng có điều kiện để lộng quyền.